sushi hấp dẫn. Hoa quả nhỏ xinh. Hay thú vật ngộ nghĩnh. Đây đều là những sản phẩm được biến hóa từ chất liệu len quen thuộc, còn được gọi là pom-pom. Dưới đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của Lê Lâm Nhật Huy, những quả bông len đơn giản đã được thổi một luồng gió mới. Đôi khi mình vẫn hay bị lầm tưởng với bộ bom nghệ thuật đang lên. Nhưng thực chất việc làm bom bom là có thiên hướng về cách quấn len và cách cắt tỉa len. Pom pom ban đầu chỉ là những quả bông tròn bằng len, thường dùng để trang trí thêm trên mũ, áo. Sau đó dần phát triển thành một bộ môn nghệ thuật tạo hình riêng, phổ biến trên thế giới. Tại Việt Nam, Lê Lâm Nhật Huy được coi là người tiên phong trong bộ môn này. Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa, nhưng Nhật Huy đã quyết định dễ ngang khi bén duyên với pom-pom. Nghệ thuật tạo hình những trái bông len đã mang tới cho anh nhiều trải nghiệm thú vị và đa dạng. Thời gian ban đầu thì mình cũng mua sách về, mình tìm hiểu, mình thực hành làm thử. Và mình cảm thấy rằng sau khi sản phẩm mình được tạo ra thì mình post lên, mình đăng lên trên mạng thì được bạn bè và người thân cảm thấy rất là thích thú. Việc làm tạo ra những mẫu pom pom mới là như là một thử thách đối với mình, và sau những thử thách đó thì mình nhận được nhiều bài học và mình học được nhiều những kỹ năng mới. Hiện tại thì mình đang tập trung vào ba loại pom pom, đó là pom pom có hình dáng là động vật, thứ hai là pom pom có những hình ảnh ngộ nghĩnh, những hình ảnh nhân vật hoạt hình trên đấy. Và loại thứ ba là loại pom pom mà sẽ đính kèm với các phụ kiện để mà sử dụng, như là hoa tai hoặc là dây chuyền hoặc là vòng đeo tay. Cách làm pom-pom cơ bản rất đơn giản, nhưng để tạo ra một mẫu vật pom-pom đẹp lại không hề dễ. Đầu tiên, người làm pom-pom cần chuẩn bị những dụng cụ chuyên dụng riêng. Trước tiên nhất chúng ta phải cần có là len sợi. Len ở đây mình sử dụng là len acrylic. Khi mà sử dụng thì nó sẽ tạo được cái độ phồng, độ xốp và nhẹ, nên rất là thích hợp với việc làm sản phẩm thú cưng. Và ngoài ra thì sẽ dùng kéo và thêm một cái đặc biệt là dụng cụ làm pom pom, hay còn gọi là pom pom maker. Ngoài ra thì có các dụng cụ phụ như là len chọc, kim để chọc len và mắt mũi thú nhựa. Bước đầu tiên mình làm sẽ là tìm tư liệu mẫu. Thì lúc đó mình sẽ bắt đầu xác định những cái đặc điểm nổi bật nhất của mẫu vật. Và sau đó mình sẽ bắt đầu vẽ sơ đồ, vẽ biểu đồ để mà cách sắp xếp các màu sắc của loại len, hoặc là các cách mà mình sẽ quấn dây như thế nào.
mình cảm thấy điều quan trọng nhất chính là việc xác định những cái đặc điểm nổi bật nhất của vật mẫu và phải làm sao để thể hiện những cái đặc điểm đó trên cái sản phẩm của mình một cách rõ ràng nhất. Những biểu đồ mình vẽ thì sẽ phụ thuộc vào những đặc điểm việc bố trí màu sắc mà trên mẫu vật. Mình sẽ bắt đầu tưởng tượng cái thành phẩm sẽ lúc mà ra thì như thế nào. Sau đó thì mình sẽ bắt tay vào quá trình vẽ hai nửa quả bom bom. Cách sắp xếp len như thế nào trên hai nửa quả bom bom đó. Để mà khi mà cắt ra thì mình cột lại thì sẽ thành một quả bom bom hoàn chỉnh. Hơn khi trong việc chọn màu thì mình đã làm những cái cục bom bom nhỏ với từ những hơn 140 màu khác nhau mà mình đã sưu tập được từ tất cả các loại len, để khi mà lúc mà mình chọn màu thì mình chỉ việc nhìn vào các dải màu mà mình đã phân loại ra thì nó sẽ dễ dàng hơn cho mình trong việc chọn lựa những cái màu chuẩn xác nhất hoặc là những cái tông màu mà mình muốn. Thì mình sẽ cố gắng để mà chọn cái màu mà gần khớp nhất với mẫu thật. Đối với những màu bơm bơm hình nhân vật hoặc hình trên đấy thì mình sẽ cố gắng để mà chọn những cái màu chính chuẩn xác nhất. Trong quá trình quấn len thì việc đơn giản chỉ là chúng ta sẽ quấn len một cách bình thường, một cách không quá chặt cũng không quá lỏng, miễn là nó trải đều trên cái bumper marker. Sau khi quấn đầy hết trên hai cái trên hai nửa trên dưới của dụng cụ làm bom bom thì mình sẽ bắt đầu tiến hành lấy kéo và cắt vào cái đường chính giữa. Thì khi đó thì chúng ta sẽ chia quả bom bom thành ra làm hai phần. Quả sau khi tháo gỡ là một trái pom pom thô mộc chưa cắt tỉa. Từ đây, người thợ sẽ có hai cách để thể hiện. Đối với pom pom mô phỏng nhân vật hoạt hình, chỉ cần tỉa ngắn các sợi len cho trái pom pom tròn trịa, các chi tiết như mắt, mũi, miệng của nhân vật sẽ dần hiện ra. Phương pháp này đòi hỏi người thợ phải tính toán cẩn thận từ khâu pha màu và vẽ biểu đồ, cuốn len. Còn với pom pom động vật, quy trình tạo hình đòi hỏi nhiều kỹ năng và công đoạn hơn để tăng phần chân thực, sinh động cho sản phẩm. Mình sẽ bắt đầu tạo hình phần mũi, phần miệng trước. Mình sẽ dùng kim để mà chọc vào cái phần len màu xám để mà gom những cái sợi len lại với nhau. Tiếp theo đó thì sẽ là mình bắt đầu quá trình tỉ, mình tỉ phần trắng và những phần chung quanh để tạo hình dựa theo cái hình thật là hình một em nhím. Thì mình sẽ cố gắng làm sao thế nào đó để mà cắt tỉa để tạo hình một em nhím bằng bom bom. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng mắt và mũi nhựa để mình gắn vào quả bom bom và mình sẽ sử dụng keo sữa để gắn vào.
Mỗi sản phẩm Pom Pom hoàn thiện không chỉ đem lại niềm vui cho bản thân Huy, mà còn là món quà tinh thần mang ý nghĩa lớn đối với những người nhận. Hiện tại thì đối tượng khách hàng chủ yếu của mình nhận được là những người yêu động vật. Họ sẽ yêu cầu mình để gửi hình cho mình về em thú cưng đó để mà đặt là một phiên bản mini của em thú cưng đó. Và ngoài ra đó thì những bạn mà có những thú cưng đó bị mất thì họ vì quá là thương nhớ thì họ cũng muốn giữ cái điều gì đó cho để làm kỷ niệm, thì họ cũng đặt mình để làm những em thú cưng như vậy. Không chỉ dừng lại ở những hình mẫu sẵn có, Nhật Huy luôn cố gắng tự mình tìm tòi sáng tạo những sản phẩm Pom Pom mới, mang hình dáng độc đáo và tính ứng dụng cao. Các sản phẩm và hướng dẫn cách làm cụ thể đều được Huy chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Với Nhật Huy, Pom Pom là môn nghệ thuật dành cho cộng đồng. Anh vẫn đang nỗ lực hàng ngày để giới thiệu bộ môn nghệ thuật đặc biệt này tới với nhiều người hơn nữa. May mắn là mình nhận được một lời mời từ một nhà xuất bản sách từ bên Anh. Thì mình đang có hợp tác để viết một quyển sách về cách làm Pom Pom. Ở trong quyển sách đó thì sẽ có hơn khoảng 50 mẫu Pom Pom do chính mình thiết kế. Theo như mình thì bộ môn nghệ thuật Pom Pom thì có thể sử dụng được cho tất cả mọi người. Mọi người từ trình độ cơ bản cho đến nâng cao. Tùy vào mục đích của người sử dụng thì bất kỳ độ tuổi nào thì cũng có thể theo đuổi bộ môn này. Bằng niềm đam mê và sự khéo léo, những nghệ sĩ trẻ như Nhật Huy đang từng bước khẳng định bản thân trong những bộ môn nghệ thuật mang tầm quốc tế.